Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến các bạn thêm một cái cách trộn tiếng nữa trên đàn ma dàn. Cái âm sắc này chúng ta có thể sử dụng cho các bài nhập lễ, rồi là câu Alleluia, những cái bài hoặc những cái câu nào đó ở trong thánh lễ của chúng ta, có thể là chúng ta chơi với tính chất vui nhộn, sôi động thì chúng ta có thể dùng cái âm sắc này. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh tay phải trước, thì ở bên góc bên này chúng ta sẽ cho gần max volume từ bên trên xuống là cái thứ hai, được chưa? Rồi chúng ta sẽ lấy ở bên voi 1, tay phải chúng ta lấy tiếng organ 2. Bấm một lần nữa thì ta để ở phít 8, hai cái này để ngang nhau ở giữa. Ở bên này thì ta sẽ lấy volume ở giữa 1 2 3 4. Và bên này thì chúng ta sẽ lấy ở dưới lên là 1 2. Tiếp tục chúng ta sang voi 2 thì ta lấy tiếng brass. Bấm một lần nữa, ta để phít 8. Các bạn rất để ý cái phít này nha, nó sẽ thay đổi cái độ sáng tối. Rồi là bên này chúng ta sẽ để hai cái ngang nhau ở giữa. Ở bên này thì chúng ta để volume từ trên xuống dưới là 1 2 3. Tiếp theo là cái bên này chúng ta sẽ để từ dưới lên trên là 1 2. Các bạn cứ làm theo hướng dẫn, cứ làm theo như này thì nó sẽ ra cái âm thanh như của mình. Rồi bên này, bên lead voice 1 này chúng ta sẽ lấy tiếng trumpet. Bấm vào trumpet. Lấy trumpet 1, bấm một lần nữa. Hai cái bên này chúng ta để ngang nhau ở giữa và để ở phía 8. Volume này chúng ta sẽ làm trội hẳn lên, chúng ta cho max volume, được chưa? Và bên này chúng ta sẽ cho 1, 2, 3. Bên này chúng ta cứ hình dung là cái độ sáng tối của tiếng ấy. Rồi cái lead voice 2 này chúng ta sẽ lấy tiếng searching, bấm vào cái góc 1 này. Bạn nhìn thấy không? Số 1 này, góc 1 này. Bấm một lần cái chúng ta lấy cái tiếng searching 1. Bấm một lần nữa chúng ta nhìn vào bên này, cũng là để phít 8 này. Và hai cái đoạn này ngang nhau, được chưa? Về volume thì chúng ta sẽ để từ trên xuống dưới 1, 2, 3. Và ở bên này ta sẽ để ở giữa. Đấy. Được chưa? Vậy là ta được cái tiếng cái tay phải nó sẽ là như thế này. Đấy. Ở bên góc sultan này chúng ta sẽ để hai cái này lên. Bỏ cái chân bát đi nha, chúng ta để hai cái bên hông này lên. Rồi bên tay bên dưới. Bên dưới của ta voi 1 chúng ta sẽ lấy tiếng organ. Organ 1, bấm một lần nữa, bấm vào organ 1, chọn tiếng organ 1, bấm vào đây chọn tiếng organ 1, bấm một lần nữa thì ta để phít 8 hai cái này ngang nhau ở giữa. Và volume ta sẽ lấy từ trên xuống là 1 2. Và cái ở bên này ta sẽ để ở giữa. Được chưa? Đấy. Ở bên voi 2 chúng ta sẽ lấy tiếng searching. Searching 1, bấm một lần nữa, ta để ở phía 8. Hai cái này cũng ngang nhau ở giữa. Và volume ta cho ở giữa, bên này ta cũng cho ở giữa luôn. Vậy là ta được cái tay trái bên này. Yeah. Rồi tiếp theo ta sang chân bass, thì chân bass cũng giống như cái clip hôm trước, ta lấy organ bass 1. Đầu tiên là chúng ta để organ bass 1 nha. Bấm một lần nữa thì ta để ở phít 8. Thấy chưa? Hai cái này ngang nhau. Về cái phần bass này thì chúng ta cũng phải cân nhắc xem là chúng ta cho to cho nhỏ tùy thuộc vào không gian nhà thờ nha. Từ dưới lên trên 1 2 3, bên này cũng 1 2 3, thấy chưa? Bên này chúng ta bấm vào tiếp tục organ bass và chúng ta cũng lấy organ bass 1, bấm một lần nữa thì ta để phít 8. Thấy chưa? Hai cái này ngang nhau ở giữa. Hai cái bên này ngang nhau ở giữa. Rồi cái bên này volume thì ta cũng cho từ 1, 2, 3 từ dưới lên. Bên này cũng ra cũng do 1, 2, 3 từ dưới lên thì nó cũng sẽ ra cái âm thanh như này. Đấy. Thì vậy là chúng ta đã có tay phải, chúng ta đã có tay trái. Thì chúng ta sẽ ghép vào với nhau thôi. Thì nó sẽ ra cái bài như này, hoặc là chúng ta sẽ đánh những cái bài mà vui nhộn đi. Ta dùng những cái tiếng này, cái cách căn tiếng như thế này để chúng ta chơi ở trong một bài là vui nhộn, thì cái tiếng nó chỉ là một phần, nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở cái bát chân của chúng ta này, chúng ta phải đánh nó nhộn chân lên thì lúc đấy chúng ta mới gì, mới có cái kiểu đánh mà nó vui vui nhộn nhộn lên được. Nó quan trọng là cái bát chân như thế này nhá. Thì các bạn sẽ xem xét về cái cách chặt bát chân để làm sao cho thật tốt. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái hướng dẫn tiếp theo.